Thông cáo báo chí ngày 13 tháng 2 năm 2021 về tình hình dịch bệnh COVID-19. Sở Y tế, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cung cấp thông cáo báo chí ngày 13 tháng 2 năm 2021 về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2021 như sau. Về tình hình dịch bệnh, trên thế giới đến 18 giờ ngày 13 tháng 2, thế giới có 108.793.747 ca nhiễm COVID-19 ở 220 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó trên 2.395.743 người tử vong, chiếm 2,2%, gần 80 triệu 822.289 người đã bình phục, chiếm 74,28%. Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 13 tháng 2, cả nước có 2.195 trường hợp mắc COVID-19 tại 43 tỉnh, thành phố. Trong đó, 1.531 bệnh nhân đã công bố khỏi bệnh, chiếm 69,7%, 35 trường hợp tử vong. Trong ngày 13 tháng 2 năm 2021, phát hiện thêm 53 ca mắc mới, trong đó 49 ca tại cộng đồng và 4 ca nhập cảnh. Từ ngày 28 tháng 1 năm 2021 đến nay, toàn quốc đã ghi nhận 604 ca mắc mới trong cộng đồng tại 13 tỉnh, thành phố. Hải Dương 430 ca, Hải Phòng 1 ca, Bắc Ninh 5 ca, Quảng Ninh 59 ca, Hà Nội 30 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Gia Lai 27 ca, Hòa Bình 2 ca, Bình Dương 6 ca, Bắc Giang 2 ca, Điện Biên 3 ca, Hà Giang 1 ca, Hưng Yên 2 ca. Tại tỉnh Yên Bái đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm bệnh nào. Đến ngày 13 tháng 2, toàn tỉnh có 9 trường hợp đang cách ly tập trung, giảm 3 trường hợp là F1 của bệnh nhân 1972 về huyện Văn Chấn, hết hạn cách ly. Cách ly tại nhà 185 trường hợp, giảm 79 trường hợp, hết hạn cách ly. Theo dõi sức khỏe 3.502 trường hợp. Tỉnh đến nay đã truy vết được 12 trường hợp F1, hiện còn 4 trường hợp đang cách ly tập trung, 594 trường hợp F2, hiện còn 26 trường hợp đang cách ly tại nhà, một trường hợp F2 đi từ ổ dịch đang cách ly tập trung và 3.676 trường hợp F3 hiện còn 55 trường hợp đang theo dõi sức khỏe tất cả 884 mẫu của F1, F2, F3 đã lấy kết quả âm tính với sars cov2 tính đến nay đã giả soát được 3.486 trường hợp đi từ tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh tính từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 và các địa điểm có dịch theo thông báo của Bộ Y tế về địa phương tăng 10 trường hợp so với ngày hôm qua Thống kê từ ngày 28 tháng 1 đến nay đã có 63.850 trường hợp đi từ các tỉnh có dịch trở về địa phương đến trạm y tế xã phường thị trấn nơi lưu trú để khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Từ ngày 28 tháng 1 đến nay, toàn tỉnh đã lấy 1.422 mẫu xét nghiệm, tất cả đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Từ 8 giờ ngày 12 tháng 2 đến 8 giờ ngày 13 tháng 2 năm 2021, các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra 1.689 phương tiện giao thông, khai báo y tế 4.881 lượt người, trong đó có 156 người đi từ địa phương có dịch về. Công tác chỉ đạo phòng chống dịch các sở ban ngành thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện thị xã thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó tập trung Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế tập trung đông người tại các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng đầu năm và khi đi lại, chúc Tết trong những ngày Tết Nguyên đán, nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là việc đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, thường xuyên sát khuẩn tay, chủ động vệ sinh phòng chống dịch bệnh. Chủ quản lý, người điều khiển phương tiện người phục vụ và hành khách trên các phương tiện giao thông công cộng di chuyển trong sau kỳ nghỉ Tết nghiêm túc thực hiện các quy định của Bộ Y tế về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là bắt buộc đeo khẩu trang, không khạc nhổ, vứt rác bừa bãi trên phương tiện giao thông và hạn chế ăn uống, nói chuyện trên phương tiện giao thông công cộng. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ, nhà hàng ăn uống mở cửa phục vụ trở lại phải tiếp tục tuân thủ áp dụng đúng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Các chốt kiểm dịch y tế liên ngành trực 24 trên 24 giờ đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các trạm y tế xã phường thị trấn thường trực tiếp nhận khai báo y tế, hướng dẫn người dân từ các địa phương khác trở về đến Yên Bái thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Khuyến cáo phòng chống dịch bệnh Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đề nghị tất cả công dân trên địa bàn tỉnh không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Những việc cần làm: nghiêm túc thực hiện đeo khẩu trang phòng chống COVID-19 khi ra khỏi nhà ở nơi công cộng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, giữ vệ sinh lau rửa và để nhà cửa thông thoáng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và khi tham gia các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Chấp hành nghiêm việc khai báo y tế, yêu cầu của các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phòng chống dịch và các quy định tại chốt kiểm dịch. Hạn chế tập trung đông người, nhất là tại các lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng, các địa điểm vui chơi và áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thực hiện khai báo y tế, phản ánh tình hình trên ứng dụng Encovi, cài đặt và thường xuyên sử dụng ứng dụng Bluezone để được cảnh báo. Nếu có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, khó thở, hãy tự cách ly tại nhà, đeo khẩu trang sát khuẩn và gọi cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn khám và điều trị. Những việc không làm, không đi đến các vùng đang có dịch và các địa điểm có sự xuất hiện ca bệnh tại các địa phương khác theo thông báo của Bộ Y tế, không bao che các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, kịp thời thông báo cho chính quyền sở tại và cơ quan y tế gần nhất không truyền bá, đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin cá nhân của người bệnh, người nghi ngờ nhiễm bệnh, người thuộc diện cách ly tập trung trên Internet, mạng xã hội. Những hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19 đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, từ xử phạt hành chính đến xử lý hình sự và công khai trên các phương tiện truyền thông. Số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của Sở Y tế Yên Bái 0964 671